Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại Người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thường dễ hay đi tìm những điều lạ. Ở đâu chúng ta nghe đến lạ là chúng ta sẽ chạy đi tìm. Và thậm chí họ đã đưa lên hẳn một thành chương trình. Như chúng ta biết, đó là chương trình Độc Lạ Bình Dương. Khi một người đó họ đi tìm những sự lạ ở trên đất nước chúng ta rồi quay thành một cái clip phóng sự, nhiều khi có những người họ bị hơi không bình thường, hay nói cụ thể là họ bị dị dạng một tí, thì họ cho đó là lạ. Rồi gần đây nhất họ đi tìm ở dưới miền Tây thì có gia đình cũng chứa những đồ vật gọi là khảm nhiều nhất Việt Nam, cũng cho là lạ. Và chúng ta cũng cảm thấy lạ một điều, là bởi vì những sự lạ của họ, đến hồi một cái họ đánh đồng sự lạ đó, con người với đồ vật, với thú vật đều lạ như nhau, cùng nằm chung một chương trình. Để đồng hóa tất cả như vậy thì chúng ta thử nghĩ, cái sự lạ đó nó sẽ làm chúng ta như thế nào? Và thậm chí sự lạ mà tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy, ngay như Herode cũng cảm thấy lạ, là bởi vì khi ông đang là một vị vua đang trị vì Israel
Thế mà tự nhiên có những người đâu đầu ở đâu tới lại bảo: vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Mà trong khi đó họ lại đang đối diện và hỏi chính ông vua trị vì của Do Thái. Cho nên Herode cũng thấy lạ. Mà sự lạ của Herode là cái gì? Dẫn đến cái gì? Dẫn đến hơn 2.000 trẻ Do Thái dưới 2 tuổi đã bị giết. Bởi sự lạ theo nghĩ của Herode là sự lạ đó làm lung lay cái địa vị của mình. Sự lạ của Herode, ông chỉ nghĩ đến bảo vệ về cái ngai vàng, về địa vị của mình, để rồi dẫn đến một cuộc thảm sát những trẻ em Do Thái từ 2 tuổi trở xuống, mà chúng ta gọi là các thánh anh hài, mà chúng ta mừng vào ngày 28 tháng 12 vừa qua. Và đầu đoạn tin mừng chúng ta thấy các nhà đạo sĩ hay các nhà chiêm tinh, hay chúng ta còn gọi là ba vua, họ cũng thấy được một dấu sao lạ. Họ cũng đã đi theo dấu sao lạ đó, nhưng dấu sao lạ đó đã dẫn đưa họ tới đấng mà có thể nói họ cũng biết ít nhiều hoặc nghe về đấng ấy. Cho nên khi họ thấy được dấu sao lạ đó, họ nhận ra được giá trị, họ nhận ra được ý nghĩa của sự lạ ấy, của dấu sao lạ đó, mà họ đã quyết tâm đi tìm, quyết tâm bước theo và trung thành trong sự hướng dẫn của ánh sao lạ đó. Và chính trong sự quyết tâm và trung thành đó, họ đã đến gặp một sự lạ, đó chính là ngôi hài Thiên Chúa đã làm người và đã trong thân phận của một con người nơi máng cỏ nghèo hèn. Họ gặp được sự lạ đó, đấng cứu thế, và họ đã cảm thấy vui mừng. Cho nên họ đã lấy ra những bảo vật họ mang theo, mà tin mừng cho chúng ta thấy họ dâng lên Ngài là một vị vua, là đấng cứu thế. Họ nhận ra ngôi sao lạ đó chính là nguồn sức sống, chính là đấng cứu độ mà muôn dân đang mong chờ. Cho nên khi họ gặp được đấng cứu thế, họ gặp được chính Chúa, thì cuối đoạn tin mừng Thánh Matthew cho chúng ta thấy các ông đã không quay về gặp lại Herode như lời Herode hẹn trước, mà các ông đã đi lối khác để trở về xứ của mình. Điều đó cho chúng ta thấy khi những nhà đạo sĩ đã gặp được Chúa, họ không quay trở về gặp Herode, có thể nói là một người đang gây nên những sự chết chóc, gây nên những sự thù hằn, gây nên những sự chia rẽ, mà họ đã gặp được đấng cứu thế, họ đã thay đổi cuộc đời của mình. Họ quay trở về với cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng trên con đường khác. Con đường khác là con đường mà chính ngôi hai Thiên Chúa là ánh sao lạ đã soi chiếu cho họ thấy. Cho nên trong bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaiah, tiên tri Isaiah đã nhắc cho chúng ta thấy: hãy đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi, và vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Họ đã để cho ánh sáng, ánh bình minh của Thiên Chúa chiếu tỏa trên cuộc đời của họ, và họ đã quay trở về cuộc sống với một con người đã gặp được đấng cứu thế. Và chính khi họ quay trở về như vậy, họ với cái niềm vui của họ, họ cũng đã trở nên những người làm ánh sao lạ cho những người khác đến gặp gỡ Chúa. Để rồi như lời Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta trong bài đọc 2, là tất cả mọi người sẽ thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Điều Thiên Chúa hứa ở đây là gì? Điều Thiên Chúa hứa ở đây là hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Nghĩa là Ngài chính là đấng cứu độ của muôn dân, không chỉ dành riêng cho một ai hết,
mà Ngài chính là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại, của tất cả mọi người, của tất cả những ai tin vào Ngài. Mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ, có thể nói là những lần chúng ta đang bước đi trên hành trình theo dấu sao lạ. Bởi vì khi chúng ta tham dự thánh lễ, mục đích của chúng ta đó là chúng ta phải gặp gỡ được chính Chúa, chứ không phải chúng ta đến tham dự thánh lễ để chúng ta sợ tội. Không phải chúng ta đến tham dự thánh, không tham dự thánh lễ là rồi cái vi phạm giáo luật của giáo hội là mắc tội trọng, để rồi phải đi xưng tội, rồi không được rước lễ, rồi vân 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 vân, nhiều thứ khác. Nó không phải. Mục đích của chúng ta là đến tham dự thánh lễ là được gặp gỡ chính Chúa qua lời của Ngài, qua việc chúng ta rước mình máu thánh Ngài. Khi đó chúng ta, Chúa ở một cách hữu hình trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng thử hỏi, mỗi lần chúng ta sau khi tham dự thánh lễ, bao nhiêu lần chúng ta đã được gặp gỡ Chúa? Nó có rất nhiều lý do nó làm cản trở chúng ta không thể gặp gỡ Chúa. Giống như các nhà đạo sĩ chúng ta thấy, trên hành trình của họ, có những lúc họ không còn nhìn thấy được ánh sao, nhưng họ vẫn cố gắng, họ tìm tòi, họ tìm hiểu, để rồi cuối cùng mục đích của họ đã đạt được, là họ gặp gỡ được chính Chúa, chính đứng ngôi hai đang chờ đợi họ. Và chúng ta cũng vậy. Nhiều khi có những lo toan của cuộc sống, nó làm chi phối cuộc, những cuộc gặp gỡ của chúng ta nơi việc chúng ta đến tham dự thánh lễ. Chẳng hạn như kế hoạch của ngày mai, của tuần tới nó là cái gì, chúng ta chưa hoàn tất được. Nhiều khi chúng ta vẫn còn trăn trở lo lắng. Hoặc là nhiều khi có những người chúng ta thấy vì lo toan mưu sinh của cuộc sống, thậm chí bỏ luôn cả việc tham dự thánh lễ. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy khi chúng ta đến với nhà thờ, đã nhiều lần đã nhắc với chúng ta, những chiếc điện thoại nó làm cản trở chúng ta gặp gỡ được Chúa. Cho nên đến khi mà có người họ đã sáng kiến ra, họ đưa, chắc chúng ta cũng thấy trên mạng, phúc cho những ai tắt điện thoại khi vào nhà thờ thì họ sẽ nghe được tiếng Chúa. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta có thấy đó là cái điều lạ của chúng ta không? Lạ đó của chúng ta nó là một cái sự lạ mà không thể nào dẫn đưa chúng ta đến sự sống được. Hay như một thực tế ở ngoài nữa cho chúng ta thấy, rủ nhau đi uống nước, ngồi gần bên nhau, cuối cùng lại xa nhau vì mỗi người bấm một cái điện thoại để mà chơi game, để mà nối kết với những người ở xa. Cuối cùng tuy gần mà xa, tuy xa mà lại gần. Cuối cùng hai người ngồi với nhau hoặc là một nhóm người với nhau, ra về ai mạnh ai người đó về, hỏi gặp nhau làm gì, gặp nhau chỉ vậy là xong. Những cuộc sống lạ của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là những người Kitô hữu, là những người tin đấng cứu thế đang ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy trở nên những dấu sao lạ của Chúa qua đời sống hàng ngày của chúng ta, như ba nhà đạo sĩ đã cho chúng ta thấy. Khi họ gặp gỡ được Chúa, họ đã thay đổi cuộc sống của mình bằng cách đi lối khác. Thì khi chúng ta đến tham dự thánh lễ cũng vậy. Chúng ta, nếu chúng ta gặp gỡ được Chúa, thì khi chúng ta trở về với cuộc sống bình thường của chúng ta, thì tâm hồn của chúng ta phải là những tâm hồn của những người có Chúa ở cùng. Và những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của chúng ta cũng phải là những suy nghĩ, những lời nói và những hành động của chính Chúa. Hay như một thực tế nữa, chúng ta thấy có những cái điều lạ đó, là khoảng cách từ nhà chúng ta đến nhà thờ thì nó xa hơn là khoảng cách từ sân nhà thờ bước vô cửa nhà thờ.
Nó lạ không? Nhà thờ rất nhiều ghế mà vẫn ngồi ngoài. Ngoại trừ những ai đau bệnh, lớn tuổi, khó di chuyển thì không nói làm gì. Thì làm sao chúng ta thử hỏi, chúng ta có thể dứt khoát được những gì nó đang ảnh hưởng, nó đang chi phối chúng ta không? Bởi vì chúng ta ngồi ngoài, chúng ta rất dễ chia chí. Chỉ cần điện thoại nó rung một cái thôi là có thể bỏ đó là đi bắt phô liền. Còn ngồi trong nhà thờ thì khi nó rung thì chúng ta vẫn cố gắng chúng ta vượt qua được. Cho nên dưới ánh sáng của lời Chúa ngày hôm nay, nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta sẽ trở nên những ánh sao lạ của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Qua việc chúng ta hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta biết yêu thương ngay cả những người không yêu thương chúng ta. Khi chúng ta biết nhìn nhận và đón nhận những sự yếu hèn, những sự giới hạn của anh chị em chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng là những người giới hạn, những người yếu hèn. Chúng ta đang cần đến sự hướng dẫn, đang cần đến của ánh sáng của Chúa soi đường, hướng dẫn chúng ta. Để rồi nhờ đó, khi chúng ta đã gặp gỡ được chính Chúa, khi chúng ta tham dự thánh lễ, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ là những điểm lạ cho thế giới hôm nay. Một điểm lạ của tình yêu thương, một điểm lạ của sự hiệp nhất, một điểm lạ trong ơn cứu độ mà Đấng Emmanuel đang ở cùng.